trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Lời dịu dàng hiền hòa thiết tha, tâm nguyện
về một đời khắc ghi hai tiếng cô thầy thân thương. Mai chia tay muôn phương cách xa ba nơi chớ quên. Thầy cô cho em lập được đấy.
gì có quyền ra lớp trường có cái biện pháp để tiến hành theo dõi lớp sáng cao hơn. Thầy em chân quả kiến thầy. Em có thầy chủ nhiệm công an tổng thể bằng 16. Thì hôm nay sẽ có em hiểu đấy. Thì nãy giờ em thấy là tất cả các mũi đều chỉ vào bằng lực lượng bằng thi cả. Nghĩ cái này nào đều không có ông bằng. Tại vì em nghĩ đây hồi nãy giờ chủ yếu là cũng là các bạn nam nhiều hơn. Em được biết cũng lớp mình có một nhóm là hầu như là tiết nào là được làm đánh bài, đặc biệt là nhóm mình đứng là bạn nam. Nãy giờ là cũng là bạn nam là bạn nam mà vi phạm thì cũng giống như đầu chúng ta đề nghị thầy giáo nghiêm á, thì nhóm bằng nóng xin bạn nam là bạn đứng này, còn bằng trái là bạn trái là hay như bài.
Phật đất. Áo lụa gió thu bay
Đây là buổi
viên tháng 6 đến khoảng 2002. Và không biết là gì hơn thì hôm nay là tụi em đã được sống lại từ 18. Tụi em được sống lại từ mộng mơ 18, từ lúc 3 giờ chiều tới hôm nay. Và em xin chúc tất cả các thầy cô, các bạn bè luôn luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và đại diện các bạn phía xa thì tụi em cũng có một bài hát tập thể chưa được tập được nào. Đây là bài hát mời tất cả các bạn phía xa lên chiếc khảo văn sạc và tin thơ để đoàn kết với như hôm nay chúng ta có được một buổi gặp mặt. Đây cũng là một cái điều mong muốn của thầy cô khi dẫn dắt các em. Hay cho thầy cô thì trước tiên là chân thành cảm ơn các em đã tạo ra được một cái không gian để cho cả lớp chúng ta tập trung lại sau một thời gian. Thậm chí có nhiều bạn đã 20 năm bây giờ mới gặp nhau. Cho nên đây cũng là một cái kết nối và mong muốn các em sẽ tiếp tục duy trì một cái chặng đường 20 năm để viết tiếp cho cái lịch sử của Đảng Quý Tử. Hiện nay lịch sử của Đảng Quý Tử là sang trang năm 60. Vừa rồi 2021 là chuẩn bị cho cái công tác kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Nhưng do cái tình hình dịch bệnh 2 năm liên tiếp cho nên cái việc đó nó hoãn đi. Và dự định đến thì cũng sẽ triển khai cho 65 năm thành lập trường. Và vậy đến thời điểm 65 năm có lẽ là chúng ta là sẽ là 24+1. Bởi vì bây giờ tính từ là 20 năm thì cũng mong muốn là ban giám hiệu lớp cũng như các em sẽ là một cái cầu nối tiếp tục để viết tiếp cái hành trình lịch sử Đảng Quý Tử một cái chặng đường nữa. Và cuối cùng xin chúc quý thầy cô là sức khỏe, chúc cho các em luôn thành công trong cuộc sống. Mặc dù nhỏ bé nhưng mà cái ý nghĩa thì nó rất là lớn lao và nhân văn sâu sắc. Em trân trọng kính mời các anh cùng ca ngợi tình cảm của lớp 126 của mình. Một tràng pháo tay được không ạ các anh chị ơi? Vâng ạ, em cũng xin lời cho lớp 126 rất là cảm ơn lời tạm biệt của thầy. Và cũng
hôm nay cũng là thay mặt nhà trường xin ghi nhận tấm lòng của tập thể 26 và đây cũng là cái nguồn để mà bổ sung vào trong kỷ niệm học của nhà trường. Và nếu có dịp thì cũng sẽ những cái đợt tổng kết sơ kết năm học mời đại diện lớp sẽ về tham gia để trao học bổng cho các em. Rất là ý nghĩa trần đàn cho quý thầy cô trong buổi chiều và hôm nay em đã đọc kính mời. Và gửi đến quý thầy cô những món quà tuy nhỏ thôi nhưng mà tình cảm của chúng em thì luôn luôn lớn lao để tặng cho quý thầy cô. Và cùng bắt tay được không ạ? Đặc biệt để chúng ta tiên và cảm ơn quý thầy cô đã dành một chút thời gian. Thưa mày thầy cô giáo, quý thầy cô giáo và cùng cảm ơn các bạn vừa là 20 năm chúng ta sẽ tay nhau mãi tương cũng có cuộc bóng đàn hữu. Hôm nay mà chúng ta phải trở về đây để hồi ngồi và gặp mặt nhau rất là tất cả và thân thương. 20 năm một chặng đường rất là dài, chúng ta mới gặp lại. Điều đầu tiên thì cả em Tạ Thành là đó là một điều mà thầy vô cùng là thương trước. Khi để được trải nghiệm của em, đó là điều vinh phạt của bạn của thầy và của nhà trường của mặt của ông nói chứ. Thầy chúc cả em, gia đình cả em luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt nhiều hơn nữa trong quãng đời còn lại của cuộc đời mình. Xin cảm ơn cả em. Và đây là cái lớp mà năm đầu tiên thầy ra trường và tổ trưởng của các bạn. Thì hôm nay thầy thấy các em ở đây thì cảm thấy rất vui, bởi vì tức là đã có tập trường một tập thể khá là kết và tổ chức được một buổi lễ rất là có ý nghĩa. Thì qua thời gian hôm nay thầy chỉ chúc các em thành công những công việc và thành công trong những công việc của mình ngày hôm nay. Dạ vâng, anh Mai rất là cảm ơn. Làm bạn cùng em mỗi lần đến trường. Thank you.
Hey, hey.